Những ngày gần đây, mặc dù giá xăng dầu đang có xu hướng giảm mạnh, nhưng hoạt động khai thác hải sản xa bờ của ngư dân vẫn gặp khó khăn bởi thiếu lao động đi biển. Tình trạng này diễn ra tại hầu hết các tỉnh thành trong khu vực miền Trung và là nguyên nhân khiến nghề cá tại Đà Nẵng vẫn chưa thể phục hồi. Những con tàu này neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà đã nhiều ngày nay, dù đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, lương thực thực phẩm, nước đá. Để chuẩn bị cho chuyến biển, cách đây gần một tháng, chủ tàu đã phải tìm kiếm lao động ở khắp nơi, nhưng đến nay tàu vẫn chưa thể ra khơi do thiếu nguồn lao động. Nói chung bản là nó còn khó khăn vì dầu câu quá, anh em nó không đi, không có lời nên anh em dân biển không thể hoạt động được, thì bỏ đi làm nghề khó hết. Thiếu lao động phải bỏ tiền mua bạn thuyền cũng là câu chuyện xảy ra đối với phần lớn tàu khai thác xa bờ tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Lo ngại tàu đậu bờ quá lâu sẽ dẫn đến hư hỏng, nhiều tàu buộc phải đi biển với số lao động chỉ bằng 2/3 so với bình thường. Hơn thế nữa, để có thể cho tàu ra khơi trong thời điểm hiện nay, nhiều chủ tàu buộc phải ứng trước tiền công cho những lao động trên tàu, đồng thời phải chấp nhận việc những lao động này có thể sẽ qua làm việc cho tàu khác nếu chuyến biển không đạt hiệu quả. Tàu của mình thường đi là 9-10 người, 11 người, 2 người, bữa nay kiếm không ra nữa người phụ, đi chỉ có 7-8 người thôi. Nhiều lúc làm không nổi, nhưng mà buộc phải đi làm, mình đánh lưới không được thì mình đi trong đèn cho người khác để nó quay cho mình thôi, chứ mình không có làm được. Nhưng mà buộc mình chủ tàu là mình phải đi làm để mình giữ tàu mình với đậu bờ. Một số tàu do quen biết giữ được bạn tàu thì vẫn có thể duy trì được hoạt động biển. Tuy nhiên, chủ tàu thường phải làm mọi cách để cân bằng chi phí ra khơi, để có thể bù đắp được tiền công cho lao động. Điều này rất khó khăn trong giai đoạn thu nhập từ nghề cá rất bấp bênh do ảnh hưởng của biến động xăng dầu vẫn chưa hạ nhiệt. Lao động địa phương bây giờ nói chung là nghề biển nó cũng ít đi và dầu câu nữa nè, chủ rồi làm ăn cũng khó khăn. Lương cũng anh em lao động cũng bình thường nhẹ chứ không thể nào giảm hết, giảm là không có anh em lao động đi biển. Tình trạng thiếu hụt lao động biển vẫn luôn là bài toán khó cho nghề cá của Đà Nẵng và khu vực miền Trung trong nhiều năm qua. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì cho dù thoát khỏi ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu, hoạt động nghề cá vẫn chưa thể phục hồi được.